Chào các bạn, các thân mến, mình cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với một buổi tổng ôn ngữ pháp. Và nối tiếp cái chương trình của tuần trước thì tuần này cô Trang Anh sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ các bạn một buổi nữa với phần các loại mệnh đề trong tiếng Anh. Tuy nhiên thì tuần này thì là tuần ôn tập về các loại mệnh đề trong tiếng Anh nên cô Trang Anh sẽ không dạy lý thuyết, mà cô Trang Anh sẽ thông qua cái việc chữa bài tập, nhắc lại cái phần lý thuyết về mệnh đề mà chúng ta đã học ở tuần trước. Các thân mến, hôm nay cô Trang Anh vào muộn của các bạn mất 3 phút. Trước khi vào bài, các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng, âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào nội dung buổi học hôm nay ạ. Ok, các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng, âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào nội dung buổi học ạ. Với cái phạm trù về các loại mệnh đề trong tiếng Anh thì cái bài này nó sẽ bổ trợ được rất là nhiều cho cái chương trình của nhóm ôn học sinh giỏi ôn chuyên với cái nhóm luyện thi chuẩn quốc gia. Ok các bạn thân mến, nhờ các bạn trước khi vào bài thì các bạn gọi nhau vào học giúp cô với ạ. Ok chưa? Đấy nhá, các bạn học sinh nhóm kín gọi nhau vào học giúp cô với. Nhờ các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nhá, hôm nay cô Trang Anh vào muộn của các bạn và cái chương trình hôm nay của chúng ta sẽ là duy trì trong thời gian 1 tiếng ạ. Đấy ạ, các bạn chuẩn bị tinh thần là chúng ta sẽ phải học đến khoảng 10:30. Và nếu như mà các bạn thấy chán hoặc là thấy mỏi thì bảo cô chúng ta có thể kết thúc sớm hơn. Còn không là theo đúng lộ trình của chúng ta là hôm nay mình sẽ học trong thời gian 1 tiếng em nhé. Rồi các bạn thân mến, các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng, âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào nội dung buổi học. Và thân mến, cái cuốn sách mà cô Trang sử dụng cho cái buổi học livestream này của chúng ta là cuốn tổng ôn ngữ pháp. Được không ạ? Ok chưa? Nhớ, nếu như cái buổi hôm trước cô Trang dạy các bạn bài bản về phần các loại mệnh đề trong tiếng Anh thì ở trong cái cuốn tổng ôn này cô Trang sẽ chỉ nhắc lại, nói chung là ở cái mức độ gọi là ôn tập lại thôi chứ không học chi tiết như các tuần trước nữa. Vì tuần trước mình học chi tiết cả tuần rồi mà. Nhớ bạn nhìn cô này, nhìn cho cô vào cái phần các loại mệnh đề trong tiếng Anh thì nó sẽ chia thành là mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc. Lần trước mình học rồi đúng không ạ? Mệnh đề độc lập là mệnh đề mà ý nghĩa của nó không phụ thuộc vào một mệnh đề khác trong cùng một câu. Cô nói lại nhé. Ở trong tiếng Anh người ta sẽ chia thành là mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề độc lập là gì? Là mệnh đề mà ý nghĩa của nó không phụ thuộc vào một mệnh đề khác trong cùng một câu. Trong một câu có thể có 2 hoặc nhiều mệnh đề độc lập. Chúng được nối với nhau bằng các liên từ kết hợp như là từ and, từ but, từ or, từ so, từ no, từ yet. Thì bạn nhớ cho cô là người ta có quy định là các mệnh đề độc lập không thể đứng cạnh nhau mà không có từ nối, hiểu nhá? Nên là nếu trong trường hợp nào mà các mệnh đề độc lập đứng cạnh nhau mà không có từ nối thì em phải biến đổi cái mệnh đề thứ nhất về mệnh đề tuyệt đối. Mệnh đề tuyệt đối chúng ta cũng học rồi, đúng không? Rồi nhá, bạn sẽ tìm hiểu cho cô phần mệnh đề phụ thuộc này. Trái ngược với mệnh đề độc lập thì mệnh đề phụ thuộc là mệnh đề mà không thể đứng riêng một mình được. Ý nghĩa của nó phụ thuộc vào mệnh đề chính nhá. Mệnh đề phụ thuộc trong tiếng Anh sẽ có mệnh đề danh từ, mệnh đề trạng ngữ và mệnh đề quan hệ. Thì ở buổi trước chúng ta đã học cả mệnh đề danh từ, học cả mệnh đề trạng ngữ và nói qua một xíu về phần mệnh đề quan hệ rồi. Ok. Các thân mến, hôm nay cô Trang sẽ chữa bài và thông qua cái việc chữa bài, cô Trang sẽ nhắc lại cái phần lý thuyết cho em nhá. Nghe này, cô Trang chữa nhảy cóc. Đó ạ, cô Trang chọn cái nội dung mà cô Trang thấy nó phù hợp với các bạn ở giai đoạn này, cô Trang chữa trước. Nên là nếu như bạn nào có cái cuốn tổng ôn ngữ pháp của cô Trang thì bạn sẽ mở ra. Ở đây là cái cuốn tổng ôn ngữ pháp của cô Trang, nó là cái bộ 2 cuốn nhá. Nếu bạn nào mua cái cuốn tổng ôn ngữ pháp mà cái phiên bản 1 cuốn ấy thì nó sẽ là cái cuốn dày 600 trang. Thế còn cái cuốn mà cô Trang đang dùng nó là cái bộ 2 cuốn. Thực ra này, cái bộ 2 cuốn với cái bộ 1 cuốn ấy về cơ bản là nó về nội dung nó không có gì khác nhau cả. Nó chỉ khác nhau là cái bộ 1 cuốn thì nó dày 600 trang, nó khá là dày cái việc mà các bạn mang đi học, nó rất là nặng, là muốn chia thành cái phiên bản là 2 cuốn thì chia đôi ra thì nó sẽ nhỏ hơn thôi, chứ còn về nội dung thì nó không có gì khác cả em nhé. Được chưa? Ok. Như này, nếu như bạn nào có cái cuốn này thì bạn sẽ mở xem cho cô này cái phần về các loại mệnh đề trong tiếng Anh. Cô Trang Anh chữa từ câu số 59 trở đi của bài 1.1 nhá. Với cái bài tập 1.1 cô Trang Anh chữa từ câu số 59 trở đi. Ok chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi, nghe này, cái phạm trù về mệnh đề này rất là quan trọng, đặc biệt là để các bạn có thể chinh phục được cái dạng bài đục lỗ trong đề thi của em. Nhớ, bắt đầu này. Với câu số 59 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là anh ý gì? Bạn nào xử lý cho cô được ạ? Ok. Nào bạn thân mến, bạn nào xử lý cho cô, tập trung vào bài cho cô luôn nhé. Với cái câu số 59, em sẽ chọn được đáp án của câu này sẽ phải là anh ý gì đây ạ? Ok. Trở với cái câu số 59 đầu tiên nhá. Em thử cho cô xem là với câu số 59 em có chọn đáp án ý B được không? Cô thấy các bạn chọn đáp án ý B. Thực ra với cái nội dung bài mà nó không quá khó hoặc nó không mới, thì cô Trang sẽ không nhắc trước là chúng ta học cái gì. Bởi vì sách của cô là sách có đáp án chi tiết, nên là cô Trang muốn theo kiểu là chữa bất ngờ như này. Các bạn không có sự chuẩn bị trước. Vì các bạn không có sự chuẩn bị trước nên là những cái gì mà các bạn làm bây giờ nó là cái kiến thức của các bạn. Đấy, chứ không có sự tham khảo gì cả. Cô thấy rằng là đại đa số các bạn đều chọn câu số 59 của chúng ta là anh ý B. Nghe này. Nếu như bài hôm nay của cô mà các bạn vẫn sai rất là nhiều thì có lẽ là chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục học cái phần về các loại mệnh đề trong tiếng Anh tới khi nào em thạo thì thôi. Đấy nhá, được không ạ? Cô thấy có rất là nhiều các bạn chọn đáp án là ý B. Ok. Rồi, cô thấy có một bạn chọn ý A rồi. Nhưng mà có đâu là các bạn chọn ý B rất là nhiều. Xem cô sau này. Đầu tiên cô sẽ sửa cái phương án ý B theo ý của các bạn đó nhé. Cô chưa cần biết cái câu này của chúng ta có nghĩa là gì. Giờ xét về mặt ngữ pháp thì em sẽ thấy rằng là ở trong cái câu đầu bài ấy, nó đã có động từ chính là entered. Ok, cô có từ entered. Và bạn nhớ cho cô là trong một câu, tức là trong một mệnh đề độc lập, đúng không ạ? Thì chỉ có một động từ chính được chia thôi thì của câu thôi. Nếu như em chọn ý B thì em sẽ thấy rằng là nó sẽ có hai động từ cùng chia thì câu, đó là từ word và từ enter. Nhưng mà bạn sẽ thấy rằng như vậy thì ý B của cô sai rồi nhá. Trong một cái câu của em mà có một mệnh đề độc lập ấy thì nó sẽ chỉ có một động từ chính được chia thì của câu thôi. Đó ạ, nên là cái anh ý B của cô phải loại đầu tiên. Trở lại thì bây giờ cô sẽ còn A, còn C và còn D. Thử ý D nhá. Nếu mà chọn ý D cô sẽ có là the report of the Terminian immigrant. Cô có từ immigrant nghĩa là người nhập cư. Vậy cô sẽ thấy được cả toàn bộ từ cái chỗ là the report of đến chỗ immigrant đóng vai trò làm chủ ngữ. Và động từ chính của cô động từ enter. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là như vậy thì đúng không? Một cái câu, một mệnh đề độc lập của em tạo thành một câu hoàn chỉnh. Nó sẽ có bắt đầu là chủ ngữ, nó sẽ gồm có hai thành phần đó là chủ ngữ và động từ. Em thấy là ý D của cô đúng về mặt ngữ pháp, nhưng mà xét cho cô mặt ngữ nghĩa này. Dịch là báo cáo về 12 triệu người nhập cư vào Hoa Kỳ thông qua cái hòn đảo này. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái ý nghĩa như thế này, đúng không ạ? Thì bạn thấy như rồi. Cô sẽ hiểu rằng nếu chọn như này cô sẽ hiểu rằng là the reporter nhé, báo cáo của 12 triệu người nhập cư này, nó sẽ là chủ ngữ của động từ enter. Mà cái báo cáo đấy sẽ không vào được, mà là vấn đề là ai vào, là cái số người nhập cư này vào chứ không phải báo cáo vào. Vậy nếu cho ý D nó sẽ thành là báo cáo, đúng không ạ? Cái báo cáo đó vào Hoa Kỳ không phải. Đấy nhá, nên là ý D của cô sai về nghĩa. Rồi tiếp này cô sẽ có of more than, trong số hơn. Vậy nếu cho ý C dịch là trong số hơn 12 triệu nhập cư vào Hoa Kỳ thông qua cái đấy thì làm sao? Vậy nếu chọn ý C thì nghĩa nó rất là cụt. Đấy, nên là cô sẽ không chọn ý C. Như vậy thì với câu số 59 đáp án của câu này phải là ý A. Ý A câu với từ more than, hơn, đúng không ạ? Gì cả hơn 12 triệu người nhập cư vào Hoa Kỳ thông qua cái hòn đảo này. Rồi thế nhá. Vậy trên cơ sở như vậy, em làm cho cô câu số 60 đi ạ. Toàn bộ cái từ câu số 59, câu số 64 nó sẽ nhấn vào cái phạm trù mệnh đề mà buổi đầu tiên chúng ta học. Nào với câu số 60 em sẽ chọn được câu này của chúng ta, đáp án sẽ phải là anh ý gì? Bắt đầu nhá. Cô sẽ làm phương pháp loại trừ. Nào thử chọn cho cô xem rồi cô xem các bạn làm đúng không nào. Câu số 60 thử xem nào. Các bạn khác của cô đâu ạ? Nhớ với câu số 60 sau khi nhìn kỹ thì em sẽ loại bớt phương án đi này. Thứ nhất cô căn cứ bằng từ variety. Đó ạ. Căn cứ bằng từ variety thì em có chọn được cái đáp án ý D ý C được không? Nhá, bạn lưu ý cho cô như sau này. Cô có từ variety và nó có dạng số nhiều là variety. Đúng ạ. Đấy nhá, nó có dạng số nhiều đấy nhá. Như vậy nếu có dạng số nhiều thì ý C của cô không được. Tại sao lại vậy? Ý C chúng ta có lý thuyết là so many cộng với danh từ số nhiều. Nghĩa nó là nhiều. Vậy thì bạn thấy được là nếu chọn ý C thì đằng sau cái từ variety phải đổi thành từ varieties. Nên là ý C của cô sai. Được không ạ? Rồi tiếp này nếu chọn ý B của cô thì sao? Nếu người ta đảo was lên trước và nó phải là câu hỏi. Nhưng thấy rằng là câu này cô nó dấu chấm chứ không phải dấu câu hỏi đâu. Nên ý B của cô sai. Như vậy cô sẽ chỉ còn anh ý A hoặc là anh ý D mà thôi. Ý A chúng ta sẽ có cái cụm từ là a wide variety. Cả cái cụm từ là a wide nhớ. Cô biết xuống đây này. Chờ cô có cái cụm từ là a wide variety. Chờ cộng với danh từ số nhiều. Đấy ạ, nghĩa là nhiều, là đa dạng cái gì. Vậy em sẽ thấy rằng là ý A đảm bảo với cái cụm từ là a wide variety of something. Nhưng em sẽ thấy rằng nếu chọn ý A nhá, thì em thấy được là a wide variety of flowers. So, sorry, a wide variety of flowers in the show. Yeah, from simple. Yeah, to. Bạn sẽ thấy rằng là nó chả có động từ đâu cả. Mà em nhớ cho cô là câu của em sẽ phải có chủ ngữ và có động từ chính chia thì câu. Nếu chọn IA thì thiếu động từ. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, câu này cô sẽ chọn đáp án của chúng ta là anh ý D. Đó không ạ? Chờ ý D của cô với cái cấu trúc là cộng với B, chờ cộng với danh từ. Đấy nhá, dịch là có, đúng không? Dịch là có rất nhiều loài hoa trong cái show này. Đó không ạ? Vậy thì với câu số 60, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý D. Rồi làm cho cô câu 61 xem nào. Với câu số 61, em sẽ làm được câu này của chúng ta đáp án là ý gì? Ok, bạn làm cho cô được với cái câu số 61 ạ. Trở với cái câu số 61, em sẽ chọn được đáp án của câu này của chúng ta là anh ý gì? Chờ câu 61, cô thấy các bạn đã chọn đáp án ý D. Các bạn khác thì sao ạ? Yeah, thực ra nó rất là dễ nhưng bạn phải hiểu được bản chất của nó. Chờ cô thấy 61 có bạn chọn D này, có bạn chọn A rồi, các bạn khác thì sao? Nhớ cho cô là một câu của em sẽ phải có ít nhất hai thành phần là chủ ngữ cộng với động từ. Và động từ của em là động từ chính, động từ chia thì câu. Cô thấy các bạn đã chọn giữa hai trường phái là A và D. Đó không ạ? Xem cho cô nhé. Với cái câu này của chúng ta này, cô sẽ sửa cái phương án ý D trước. Các bạn chọn ý D mà cô sẽ sửa ý D trước. Chứ nếu em chọn ý D thì em sẽ hiểu rằng là why. Ở đây nó sẽ không phải là từ để hỏi. Chứ nếu không phải từ đó, nó sẽ dùng chung mệnh đề danh từ. Đúng không ạ? Cô chưa đã từng dạy em đó là mệnh đề danh từ. Cô viết tắt nhé. Chợ mệnh đề danh từ nó sẽ bắt đầu bằng các từ để hỏi trong tiếng Anh. Chợ nếu không phải là từ để hỏi nó sẽ là từ that. Ok, hoặc là từ weather. Rồi đằng sau nó sẽ cộng với chủ ngữ pháp. Đây là mệnh đề danh từ này. Vậy nếu chọn ý D bạn sẽ thấy rằng là nếu như coi cái từ why là từ để hỏi thì nó sẽ phải có dấu hỏi chấm. Nhưng nó thấy rằng là dấu hỏi chấm không có thì cô sẽ suy ra đây sẽ là mệnh đề danh từ. Chợ bạn nhớ cô sao ấy, mệnh đề danh từ nó sẽ có cái cấu trúc như sau này. Chờ nó sẽ có cái cấu trúc là mệnh đề danh từ. Chờ và đằng sau nó sẽ phải có động từ chính. Đó không ạ? Thế nhá. Thế cô sỏi. Mệnh đề danh từ sẽ là từ để hỏi hoặc là weather cộng với chủ ngữ vấp. Toàn bộ cái chỗ này của cô sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ và đằng sau nó sẽ có động từ chính. Vậy nếu chọn ý đây nhá, thì cô sẽ hiểu rằng là the company is của chúng ta, đúng không ạ? The company is producing many new movies for release. Chờ bạn sẽ thấy được là toàn bộ, nếu mà chọn này cô sẽ hiểu rằng là toàn bộ từ why chờ đến cái chỗ đâu à, đến chỗ release của chúng ta đóng vai trò là mệnh đề danh từ. Nhớ xem này, chờ release after the new season, nhớ season begins. Đã thấy được là khi nó có từ after, nó sẽ ngăn cách thành hai mệnh đề. Câu này bạn phải nghiên cứu kỹ này nhá. Cô Trang nói lại cái cấu trúc của after nhá, cô biết ở đây nhé. Chúng ta có cái cấu trúc là after cộng với một mệnh đề, đằng sau nó sẽ là một mệnh đề. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là khi mà có cái từ after, nó sẽ chia thành là toàn bộ phía trước là một mệnh đề và phía sau là một mệnh đề, nó ngắt ra. Đấy chưa? Vậy thì bạn sẽ thấy được như sau này, bởi vì đằng sau nó một mệnh đề theo after rồi, bây giờ cô sẽ tính đằng phía trước thôi. Vậy phía trước nếu mà xét như vậy từ cái chỗ why đến chỗ release của chúng ta, nếu nó siêu hoạt động từ chính, đúng không ạ? Nhá, toàn bộ từ chỗ why the company is producing many new movies for release của chúng ta nó mới chỉ đóng vai trò là mệnh đề danh từ thôi, nó thiếu động từ chính. Như vậy thì ý D của chúng ta không được, đúng ạ nhá. Nếu như em muốn dùng mệnh đề danh từ đằng sau nó phải có động từ chính nữa cơ. Đấy nhá, tức là nếu dùng mệnh đề danh từ nó sẽ phải có hai động từ chia thì câu. Nên ý D của cô không được, đúng ạ. Rồi bây giờ cô sẽ chỉ còn cái anh ý A hoặc là anh ý. Bây giờ cô sẽ còn ý A, ý B hoặc là ý C thôi. Thì bạn sẽ thấy như sau này, nếu như chọn ý B và ý C thì cô sẽ thấy được là the company hoặc là his company của chúng ta nó sẽ đóng vai trò là cụm danh từ. Và cái cụm danh từ nó sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ của câu. Chứ nếu đóng vai trò làm chủ ngữ câu thì đằng ngay sau nó động từ về chia thì của câu. Nhưng mà thấy rằng là ngay sau nó lại động từ verb in. Vậy nó sẽ không thể là động từ chính, cái chỗ này của cô sẽ không đóng vai trò động từ chính của câu được. Nếu nó không đóng vai trò động từ chính của câu đằng trước nó không thể làm chủ ngữ được, đúng không ạ? Nên là ý B và ý C của cô sai. Như vậy thì với câu này cô sẽ chọn được ý A. Ý A sẽ thỏa mãn là his company của chúng ta đóng vai trò làm chủ ngữ. Chợ và is producing của chúng ta đóng vai trò làm động từ. Vậy thì với câu số 61, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý A. Ok chưa? Rồi sau câu số 61, chuyện cô sang câu số 62. Các bạn chỉ cần để ý một xíu thôi là các bạn có thể tìm được đáp án ngay. Đấy nhá. Rồi nào, làm cho cô với câu số 62 đi ạ. Với cái câu số 62 em sẽ làm được câu này của chúng ta như thế nào đây ạ? Nào, bạn nào xử lý cho cô được với câu số 62 ạ? Với cái câu số 62, bạn nào có thể xử lý cho cô được câu này, đáp án của em sẽ là gì? Chợ với cái câu số 62 nhá. Đó, bạn xem cho cô như sau này. Chợ với cái câu số 62 bây giờ sẽ xếp cho cô thành phần ở trong câu trước. Rồi xem cho cô xem là cái thành phần chỗ trống của chúng ta nó sẽ thiếu cái gì. Đó không ạ? Thì bạn sẽ nhìn cho cô như sau này, nhìn cho cô vào phía trước của chỗ trống. Em sẽ thấy rằng là phía trước chỗ trống thì bạn sẽ thấy nó có mặt của cái từ sau. Với từ growth, nghĩa là sự phát triển. Nhớ cô có từ hair là tóc. Vậy giới đức là toàn bộ là the growth of hair, là sự phát triển của tóc này, sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ của câu. Như vậy thì sau nó sẽ cần động từ chính chia theo thì của câu. Chờ bạn có thể sử dụng đại từ quan hệ thay cho danh từ chỉ bật. Đó ạ. Nhưng mà khi mà em sử dụng đại từ quan hệ thì em sẽ phải có hai động từ cùng chia theo thì của câu. Nhưng em sẽ nhìn thấy là nhìn từ đấy đến cuối câu không thấy có thêm động từ nào khác cả. Nên ý C của cô không phải nhá. Yeah. Nếu như bạn nào mà đến giờ phút này vẫn sai cái phần này lung tung cả thì chứng tỏ phần mệnh đề của em chưa ổn. Nhá, yeah, bây giờ cô sẽ loại trừ cái phương án mà dùng mệnh đề quan hệ đi. Vậy cô sẽ còn ý A, ý B hoặc ý C. Thì cô bảo với em là toàn bộ cái này cô đóng vai trò làm chủ ngữ nên là đây cô cần động từ chính. Nếu cần động từ chính thì bạn sẽ thấy rằng là chỉ có cái anh ý B thỏa mãn thôi, ý A không thỏa mãn được, được không ạ? Rồi, vậy thì với câu này cô sẽ dịch như sau ấy, cô có từ growth nhá, ghép từ vào dịch cho cô. Cô có từ growth, nghĩa là sự phát triển, nhờ a pair tóc. Chợ là một cái process, cô có từ process là cái quá trình nhá, là một cái quá trình. Cái quá trình làm sao mình học được một từ vựng mới này. Nhờ cô có từ cyclic, nghĩa là gì? Cô có từ cyclic, nhờ với từ cyclic, cyclical. Cyclical nghĩa là lặp đi lặp lại, được chưa? Vậy thì với câu này dịch là cái sự phát triển của tóc là một cái quá trình theo chu kỳ lặp đi lặp lại. Chợ với có cái giai đoạn mà activity hoạt động và inactivity không hoạt động. Rồi sau câu số 62 chở cô sang câu số 3 đi ạ. Với câu số 63 em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào đấy ạ? Nếu với cái câu số 63 của chúng ta bạn nào xử lý được? Nhớ với cái câu số 63 của chúng ta bạn nào xử lý được nào? Thứ nhất là em nhìn cho cô vào câu này xem là nó đã có động từ chính chưa đã? Cái thành phần chỗ trống của em thiếu cái gì? Đó, ok. Được không ạ? Nhá, nhìn cho cô xem này. Bạn sẽ thấy cho cô như sau này. Cái thành phần phía sau của chúng ta. Được không ạ? Thì bạn sẽ thấy như sau. Em thấy có từ variety. Từ lúc trước em gặp cái từ variety nghĩa là đa dạng là nhiều. Em sẽ hiểu rằng đây với từ variety là dạng số nhiều của từ variety. Rồi cô có từ dog là chó. Đúng không? Ở cái show đó including gồm có. Vậy thì với cái câu này sẽ phải dịch là có rất nhiều giống chó tại cái triển lãm này. Bao gồm cả cái giống chó Tây Ban Nha này, đó, giống chó xù này, đó, giống chó săn này. Vậy thì bạn sẽ thấy như sau này, với câu này người ta sẽ không dùng là the several. Mà kể cả có dùng là the several đi chăng nữa, thì em thấy rằng là nếu như dùng như vậy nó không có động từ, câu ấy chưa có động từ, đúng không ạ? Vậy thì A của cô không phải, tương tự như vậy. Chờ ý B chúng ta có cái lý thuyết như sau này. Chúng ta đã từng học cái này ở trong cái chuyên đề về đại từ rồi, đúng không ạ? Cô có those, đằng sau nó sẽ cộng với danh từ số nhiều. Nghĩa là những cái đó, những người đó, đó nhá. Cô lại có là that, cộng với danh từ số ít, nghĩa là cái đó, người đó. Chờ bạn thấy được là nếu như mà xét là sau cái từ those, cộng danh từ số nhiều đấy rất là ok. Nhưng nếu chọn như vậy thì bạn sẽ thấy là câu của chúng ta chưa có động từ chính. Nên là anh ý B của cô không phải. Nhờ ý C thì sao? Cho ý C liệu chúng ta có chọn được không? Nhưng thì bạn sẽ thấy cho cô ý C với cái từ đó là với từ several. Cứ có từ several nghĩa là một vài. Nhờ đằng sau nó sẽ cộng với danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được. Nhưng mà nếu như chọn ý C thì bạn thấy rằng là nó chỉ thỏa mãn là sau several cộng với danh từ số nhiều thôi, chưa có động từ. Nhưng ý C của cô sai. Sau đó với câu này của chúng ta đáp án sẽ phải là anh ý D, đúng không ạ? Ý D cô đảm bảo là sau several cộng với danh từ số nhiều này, đảm bảo có động từ. Nó dịch là có một vài loài, có gì là có một số những cái giống chó khác nhau tại triển lãm đó. Rồi xong câu số 63 chuyển cô sang câu số 64. Nào tương tự như vậy. Với cái câu số 64 bằng tư duy như vậy thì bạn sẽ xem cho cô xem là với cái câu số 64 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì nhá. Chợ với cái câu số 64 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ? Bạn nào xử lý cho cô được ạ? Nhá, làm từ nãy giờ chắc là 64 phải đúng rồi, đúng không ạ? Nếu Bạn làm cho cô được ạ. Ok. Giờ chúng ta sẽ có như sau này. Với cái câu số 64, cô thấy các bạn chọn đáp án ý A. Chờ có bạn chọn đáp án ý C. Bạn khác thì sao nào? Các bạn chọn đáp án ý D. Vậy có nghĩa là phần mệnh đề của các bạn chưa ổn rồi nhá. Với cái câu số 64, giả dụ là chọn B hoặc là chọn C. Nhìn cho cô dấu chấm ở cuối câu. Vậy câu này không phải là câu hỏi. Nếu không phải là câu hỏi mà lại bắt đầu bằng từ để hỏi thì nó sẽ phải là mệnh đề danh từ, đúng không ạ? Lúc trước cô Trang có viết cho em mệnh đề danh từ rồi ạ. Mệnh đề danh từ nó sẽ bắt đầu bằng các từ để hỏi trong tiếng Anh. Đấy nhá. Rồi, sau nếu không phải là từ để hỏi nó sẽ là từ that. Ok, hoặc là từ weather. Đúng không ạ? Đằng sau nó sẽ cộng với chủ ngữ vấp. Toàn bộ cái này của cô sẽ đóng vai trò là mệnh đề danh từ. Và sau mệnh đề danh từ nó sẽ phải có một vấp. Vấp này của cô chia thành vấp chính nữa em nhé. Trở về có nghĩa là với mệnh đề danh từ sẽ có hai động từ. Và hai động từ đấy phải là hai động từ chính. Vậy nhá, theo cái cấu trúc mệnh đề danh từ là từ để hỏi chủ ngữ vấp. Vậy anh ý C của cô sai đầu tiên đã. Đúng ạ. Ý C của cô là từ để hỏi vấp chủ ngữ. Lên ý C sai, bỏ được một phương án đi. Nhớ là làm trắc nghiệm, đặc biệt với những câu khó chúng ta làm phương pháp loại trừ, bỏ bớt phương án đi. Vậy em sẽ thử cho cô xem với anh ý B được không? Ý B thỏa mãn where là từ để hỏi, Central Park đóng vai trò là chủ ngữ. Vậy thiếu động từ chính. Nếu giả dụ cho cái từ separate là động từ chính thì bạn sẽ thấy là nó thiếu một động từ nữa, bởi vì với mệnh đề danh từ này em thấy rằng nó có hai động từ cơ. Nên là anh ý B của chúng ta sai, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ chỉ còn A hoặc D mà thôi. Ý D, nếu dùng cái anh D cô sẽ hiểu là đại từ quan hệ which thay thế cho Central Park, đúng không ạ? Vậy thấy được là cô có bảo với em là nếu như sử dụng mệnh đề quan hệ thì sẽ phải có hai động từ chính cùng chia thì câu. Nó sẽ phải có một động từ chính trong mệnh đề quan hệ và một động từ chính trong cái mệnh đề độc lập. Đấy nhá, vậy thì bạn thấy được là cứ nhớ cho cô trong đầu là nếu sử dụng mệnh đề quan hệ thì nó sẽ phải có hai động từ chính. Vậy em thấy rằng là nếu chọn ý D nó sẽ có đúng một động từ chính thì thôi này. Nhưng ngoài ra không có động từ nào khác cả. Vậy ý D của cô sai. Do đó với câu số 64, đáp án cô này cô chọn ý A. Nhưng nếu chọn ý A thì cô sẽ thấy từ Central Park đóng vai trò làm chủ ngữ. Trở vào đây sẽ là động từ, vậy nó sẽ tạo thành một mệnh đề độc lập. Một mệnh đề độc lập sẽ chỉ có một cặp chủ vị thôi. Đấy nhá, ok chưa, ok chưa? Rồi, bây giờ bằng tất cả sự hiểu biết của em xử lý cho cô câu số 1 ở phần bên dưới nhá, được chưa? Thực ra hôm nay cô Trang mới đang ôn cho em cái phần đó là phần mệnh đề danh từ với mệnh đề độc lập thôi ấy. Chưa ôn hết tất cả các loại mệnh đề đâu. Đấy nhá. Nào xem cho cô xem nào. Với câu số 1 xem cô xem là bạn có làm đúng câu này không? Đúng không ạ? Nếu như bạn mà vẫn làm sai câu này chứng tỏ là cái phần về mệnh đề bạn chưa ổn. Em nhớ cho cô là trước khi chúng ta đến được với mệnh đề thì chúng ta sẽ phải học các thành phần của câu đã. Tức là chủ ngữ của câu là sẽ là do cái thành phần gì đảm nhiệm này, đúng không ạ? Động từ rồi tân ngữ. Đúng không? Phải học các thành phần trong câu như là chủ ngữ, động từ, tân ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ. Đấy, phải học những cái đấy đã. Đấy nhá, được chưa, được chưa? Được rồi, với cái câu số 1 em phải chọn được đáp án của câu này sẽ là ý gì đây ạ? Nhá, bây giờ em nếu mà em không có ý tưởng thì em loại trừ từng phương án một cho cô, được không ạ? Với cái câu số 1 của chúng ta sử dụng kiến thức về các loại mệnh đề mà cô Trang đã dạy ở tuần trước để áp dụng làm này. Với câu số 1 liệu chọn ý C được không? Nếu chọn ý C nó sẽ là cái trường hợp là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian nhá, mình học rồi này. Mệnh đề trạng ngữ thời gian nó sẽ có hai mệnh đề, đó là when cộng với chủ ngữ vấp, và đây người ta gọi là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, và cái mệnh đề đằng sau là mệnh đề chính, mệnh đề độc lập, đó không ạ? Rồi thầy Đức là nếu như sử dụng mệnh đề trạng ngữ thời gian bắt đầu bằng when thì nó sẽ phải có hai mệnh đề nhá, có dấu phẩy ngăn cách ở giữa. Vậy nếu giả dụ cho ý C sẽ là when the number of holes. Chúng ta sẽ có cái cấu trúc sao? Cô Trang mở rộng cấu trúc ra cho em này. Cô có cái cấu trúc là a number cộng với danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều cô Trang ký hiệu là thêm S như này nhá. Thì vấp của chúng ta sẽ chia ở số nhiều, với nghĩa là số lượng cái gì. À sorry, chúng ta có cái cấu trúc là a number cộng với danh từ số nhiều vấp chia số nhiều, nghĩa là nhiều cái gì. Và chúng ta có cái cấu trúc là the number cộng danh từ số nhiều vấp chia ở số ít, nghĩa là số lượng cái gì. Và chờ vậy thì bạn sẽ thấy được là ở đây khi em dùng là when the number dịch là số lượng của loài gì đây. Đó ạ, chúng ta có với cái từ sau, với từ horse nghĩa là nhựa, là ngựa, đúng không ạ? Dịch là khi mà số lượng cái loài ngựa nhá ở Hoa Kỳ decline giảm xuống. Bạn thấy được là nếu như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là nó mới chỉ có đúng một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thôi. Đằng sau nó thiếu mất một mệnh đề độc lập. Đấy, đúng không ạ? Nên là cái anh ý C của chúng ta sai. Rồi bây giờ sẽ xem cho cô này với cái anh ý A của chúng ta thì sao? Với Nga này người ta dùng là for cộng với cụm danh từ đối với cái gì. Chứ nếu dùng cái cấu trúc là for cộng với cụm danh từ đằng sau nó sẽ phải là chủ ngữ verb. Vậy em nếu dùng là for a number of houses in the United States. Nhưng nếu đến đây nhá thì em sẽ thấy rằng nó thiếu chủ ngữ cho động từ declined. Vậy thì ý A của cô sai. Đúng ạ, bây giờ cô sẽ chỉ còn anh ý B hoặc anh ý D mà thôi. Ý D em sẽ thấy nó bắt đầu bằng từ that. Em sẽ nhớ tới cái phạm trù về mệnh đề danh từ trong tiếng Anh. Mệnh đề danh từ bắt đầu bằng that cộng với chủ ngữ verb. Thì đằng sau nó sẽ phải có thêm một verb nữa. Với mệnh đề danh từ sẽ phải có hai verb chính chia thì câu. Như vậy nếu như chọn anh ý D nhá, thì em thấy rằng nó có mỗi một cái động từ này thôi, thiếu một động từ nữa, nên ý D của cô sai. Do đó với câu số 1 cô chọn được câu đấy là ý B. Nhạo dịch là số lượng ngựa ở Hoa Kỳ giảm từ 20 triệu con năm 1910 tới còn 9 triệu con. Rồi xong câu số 1 chuyển cô sang câu số 2 tương tự như vậy. Nào, bằng tất cả khả năng của em xử lý cho cô câu số 2. Team học sinh giỏi của cô Trang Anh đâu ạ? Nhớ, cái buổi học hôm nay của cô Trang Anh hỗ trợ rất nhiều cho team học sinh giỏi, team 9+ này. Chờ team học sinh giỏi của cô Trang Anh đâu ạ? Nhớ, với câu số 2 này em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào đây ạ? Ok, với câu số 2 chờ bạn sẽ chọn đáp án của là anh ý B à? Rồi nhá. Các bạn khác thì sao? Câu số 2 các bạn có chọn ý B không ạ? Chờ, nào chắc là đến giờ thì không sai đã rồi phải không ạ? Với cái câu số 2, bây giờ cô sẽ làm phương pháp là loại trừ từng phương án một này. Với cái anh ý C và anh ý D cô cho nó vào một dọ với nhau. Tại sao cô lại bảo rằng là C và D cô cho vào một dọ với nhau? CD nó thuộc phạm trù về lượng từ nhá. Các bạn học sinh nhóm ký của cô Trang Anh thì học chuyên đề về lượng từ trong tiếng Anh từ tuần 2 rồi đúng không ạ? Tuần 2 khóa ngữ pháp là học về lượng từ rồi. Vậy thì sử dụng cái kiến thức về lượng từ bạn loại cho cô được ý C với D. Tại sao lại vậy? Chúng ta có cái lý thuyết là most. Ok, cộng với danh từ. Chờ nếu là danh từ đếm được thì nó sẽ phải là danh từ số nhiều em nhé. Chờ thì nó sẽ bằng với cái anh sau này, bằng với cái anh là most. Chờ đằng sau nó sẽ cộng với mạo từ là the. Chờ hoặc là tính từ sở hữu cộng với danh từ. Nhớ, được không ạ? Vậy các bạn thấy được là cả C và D của chúng ta đều đúng này. Sau most cộng với danh từ thì bằng most cộng với the. Chờ hoặc là tính từ sở hữu cộng danh từ. Vậy đấy là C và D đều đúng. Nhưng mà xem với cô này. Phía sau cô có từ impressive. Chờ với từ impressive là ấn tượng, nó là tính từ. Nhớ, vậy thì tính từ của cô sau tính từ mới là danh từ. Đúng không ạ? Nhớ, vậy thì bạn sẽ thấy được là cái danh từ của cô nhìn vào dạng của nó. Cô có từ chapter. Nhưng từ này cô nó không có S, vậy nó sẽ là đang ở dạng số ít. Và nếu mà dạng số ít thì làm sao mà chọn C và chọn D được? Bởi vì với cái từ chapter là chương sách, đúng không ạ? Với từ chapter là chương sách, mà chương sách là danh từ đếm được, đấy nhá. Nên là nếu như em muốn dùng cái từ most hay là từ most thì đằng sau là phải cộng danh từ số nhiều, tức là phải thêm S cơ. Nên là CD của chúng ta sai. Như vậy cô sẽ chỉ còn A hoặc B thôi, nhớ. Vậy thì với câu này em sẽ chọn đáp án là ý A là anh ý B này. Nếu giả dụ em chọn ý A nhá, em thấy được là đây của cô là một động từ này. Wow. Chờ đằng sau của cô lại một động từ nữa. Vậy là hai động từ cùng chia theo thì của câu. Mà trong cái mệnh đề độc lập của em ấy chỉ có một động từ được chia theo thì của câu thôi nhá. Chưa kể là đằng trước là quá khứ, đằng sau là hiện tại, nó cũng không đảm bảo sự phối thì. Như vậy ý A của cô không được. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ cô sẽ chọn đáp án là ý B. Chờ nếu chọn ý B thì bạn sẽ thấy được là người ta dùng là the most cộng với tính từ. Chờ dùng cái anh là the most cộng với tính từ dài, nó sẽ là so sánh nhất. Đúng không ạ? Vậy dịch là cái chương ấn tượng nhất trong cuốn sách này. Toàn bộ từ cái chỗ là the most impressive chapter in the book. Nhá, toàn bộ từ cái chỗ là the most impressive chapter in the book. Đóng vai trò làm chủ ngữ của động từ is. Ok. Cái chương ấn tượng nhất trong cuốn sách này là cái chương này. Ok. Được chưa? Được chưa? Rồi xong, bạn thân mến, sách ngữ pháp thì sẽ sử dụng cho cả học sinh cấp 2 và học sinh cấp 3 được. Ngữ pháp thì nó sẽ không có cái phạm trù theo lớp nào đâu em ạ. Nhớ, nó sẽ học theo từng chuyên đề một. Rồi, làm cho cô câu số 3 đi ạ. Với câu số 3 bạn sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào? Bài hôm nay của cô khó nhớ. Hôm nay đáng nghĩa là cái bài này chúng ta phải học tối qua, và hôm nay là lịch học của học sinh cấp 2 cơ. Nhưng mà bởi vì hôm qua cô Trang nghỉ là cô Trang phải dạy bù sang hôm nay. Vậy thì ngày mai các anh chị cấp 3 chịu khó nhường cho các bé cấp 2 một lịch. Ngày mai cô sẽ dạy của các bé cấp 2. Nào, với câu số 3 sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chờ với câu số 3 thử cho cô ý A có được không? Nhớ, cô thấy các bạn chọn ý C này. Chờ các bạn chọn ý C, các bạn chọn ý B. Rồi, các bạn khác thì sao? Nhờ, các bạn đã chọn ý D không? À, các bạn chọn nốt ý D rồi. Vậy là câu này của cô nó có 4 đáp án thì bạn chọn 3 đáp án rồi, các bạn đã chọn ý A nữa không nào? Chờ, thật là đáng lo ngại khi mà cô có 4 đáp án thì bạn chọn mất 3 đáp án rồi. Trở với cái câu số 3 của chúng ta nhé. Nếu như mà em không có ý tưởng, em loại trừ từng phương án một cho cô. Bằng vận dụng tất cả những cái kiến thức hiểu biết của mình để làm. Trở với cái câu này bạn sẽ thấy ý A này xét như sau. Chúng ta căn cứ bằng từ because. Chúng ta có cái cấu trúc sau. Mình có cái cấu trúc là because. Sau because cộng với cụm danh từ. Ok, hoặc là verb. Đúng nhá, đằng sau nó sẽ phải là một mệnh đề. Vậy bạn sẽ thấy rằng nếu như vậy thì bạn sẽ thấy là với cái anh ý A này của chúng ta có thỏa mãn hay không? Xét cho cô phía sau này. Sau because, nếu cô có the là mạo từ rồi, đúng ạ. Rồi sau đó em sẽ thấy đến cái từ sau đó là tính từ. Với từ high là cao. Rồi nhá, vậy sau tính từ đó thì bạn sẽ thấy được là nó sẽ đến với cái từ sau. Với từ tide là thủy triều, là danh từ. Vậy em thấy được là the high tide là cụm danh từ. Rồi sau cô có từ wind là gió, là danh từ, đúng không? During, trong suốt, hurricane là bão. Vậy em dịch là bởi vì thủy triều cao và gió mạnh trong suốt cái trận bão đó. Em thấy được là toàn bộ từ cái chỗ the tide đến cái chỗ hurricane mới đóng vai trò là cụm danh từ thôi. Như vậy nếu em chọn A thì nó sẽ thiếu hẳn vế sau là chủ ngữ verb. Em thấy được là ngay sau đó em thấy có từ cause là động từ chứ. Như vậy nó thiếu mất chủ ngữ. Vậy A của cô không được nhá. Rồi em sẽ thử cho cô xem với cái anh ý B, anh ý C và anh ý D thì sao. Nhớ này, các bạn sẽ phải có tư duy phân tích câu như cô như này. Thì sau này, đúng không ạ? Nếu như các bạn mà phải làm cái bài thi viết, đúng không ạ? Thì bạn mới có thể viết đúng ngữ pháp được. Đấy nhá. Và bạn sẽ phải có cái tư duy phân tích câu như này thì bạn mới có thể xử lý được cái dạng bài đục lỗ 6 câu trong đề thi của bộ. Đấy. Theo cái form mới là có cái dạng bài đục lỗ 6 câu ấy, nó có 2 câu ở mệnh đề, bạn lưu ý. Bây giờ cô sẽ chỉ còn cái anh ý B, ý C hoặc ý D mà thôi. Bây giờ cô sẽ xử lý cái anh D trước nhá. Nếu như ý D cô sẽ hiểu rằng là đại từ quan hệ which thay thế cho toàn bộ cái cụm danh từ phía trước. Đó, ok chưa? Vậy thì bạn thấy được là nó sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ của động từ cause. Nhưng mà cô bảo với em là nếu sử dụng mệnh đề quan hệ nó sẽ phải thiếu. Giờ cái động từ cause này sẽ là động từ trong mệnh đề quan hệ thôi, nó thiếu động từ chính, thiếu một động từ chính nữa. Em thấy rằng với cái từ damage, từ này của cô là những cái hư hại, nó là cái hư hại là thiệt hại, đó là danh từ ấy chứ không phải động từ đâu. Chờ tại sao cô lại bảo vậy? Bởi vì chúng ta có cái cấu trúc là cause something, gây ra cái gì. Đúng rồi, vậy thì đằng sau nó phải danh từ, suy ra có từ damage là danh từ. Hơn nữa, bạn căn cứ cho cô bằng cái từ phía trước của từ damage thì bạn sẽ nhìn thấy có từ sau. Với từ extensive có đuôi y với đuôi của tính từ. Đấy nhá, vậy cô sẽ thấy là tính từ dùng trước danh từ, và đây là danh từ. Đúng không ạ? Tiếp này tu là giới từ, đằng sau là một cụm danh từ, he là trạng từ. Vậy nó không có động từ chính đâu. Nên là ý C của cô không được. Đúng ạ. Đấy nhá, ở cái khóa ngữ pháp 2025 ấy thì cái phần mà phân tích câu như này cô Trang sẽ dạy bạn vào một cái tuần riêng, đó là tuần về cấu trúc câu. Đúng ạ. Và bây giờ các bạn tạm thời nghe cho cô như này. Bây giờ cô sẽ chỉ còn A hoặc D thôi. Ý đến đấy là có cái từ that đứng ở đầu câu. Đấy nhá, vậy thì bạn sẽ nghĩ tới cái trường hợp đó là dùng mệnh đề danh từ. Nếu mệnh đề danh từ nó sẽ có là câu với chủ ngữ verb. Nhưng mà toàn bộ đấy sẽ đóng vai trò là mệnh đề danh từ thì đằng sau nó sẽ cần verb chính. Như vậy rằng là với mệnh đề danh từ nó sẽ phải có 2 động từ cùng chia thì câu. Nhưng mà nếu như em chọn ý D nó sẽ có đúng một động từ và không còn động từ nào khác cả. Vậy D sai. Sau đó bằng phương pháp loại trừ câu số 3 cô chọn được anh ý B. Chơi B thì bạn sẽ thấy là toàn bộ cái này cô sẽ đóng vai trò làm danh từ. Ok. Nhá, đóng vai trò làm cụm danh từ và cụm danh từ sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ ở câu. Và câu này cô sẽ chỉ có một cặp chủ vị thôi, vậy nó sẽ là mệnh đề độc lập. Ok không ạ? Rồi bây giờ bạn sẽ xử lý cho cô câu số 4, câu số 5. Nào, khó không ạ? Bao giờ chán bảo cô nhá. Đúng không? Bao giờ chán bảo cô dừng lại. Thực ra thì cái phần mệnh đề nó là một cái phạm trù rất là khó. Đấy cho nên là thực ra học một vài buổi như này chưa thể thấm được. Đúng không? Nếu mà các bạn không ngại khó, không ngại khổ thì chắc là cô Trang phải dạy các bạn thêm vài buổi nữa thì mới có thể ổn được. Nào, xử lý cho cô xem là với câu số 4 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok, nào với câu số 4 của cô đâu rồi, bạn đâu rồi? Học sinh giỏi của cô Trang đâu ạ? Nhớ có bạn ở cái nhóm giải, có cái nhập bạn ở cái lộ trình luyện thi 2025, có bạn ở combo 2025 ấy, bạn nhắn cho cô bảo là bài của cô dễ quá. Thực ra thì học sinh các khóa toàn truyền tai nhau là cô Trang dạy khó thôi. Nhưng mà năm nay thì cô Trang bị học sinh chê là dạy dễ quá. Đấy, đúng không ạ? Nào thế những bạn này mà chê cô Trang dạy dễ thì xử lý cho cô câu số 4 xem nào. Nhớ phải hiểu được tại sao mình chọn như thế cơ. Đó không ạ? Nào với cái câu này của chúng ta xem cho cô xem này. Trở với cái câu số 4 của chúng ta nhá, xét về cái cấu trúc câu. Đó không ạ? Các bạn đã học cấu trúc câu chưa? Nhờ xem với cô như sau này, cô có với từ one là một, đúng không ạ? Vậy đến sau nó sẽ cộng danh từ số ít. Cô có từ purpose là mục đích. Vậy để đảm bảo là sau oan cộng với danh từ rồi nhá. Rồi tiếp này, đằng sau cô lại thấy có, nếu giả dụ chọn ý C nhá, thì đằng sau lại có the là mạo từ, nó là danh từ. Vậy hai cái cụm danh từ nó sẽ không thể đứng sát nhau như này, lại còn ngăn cách với nhau bằng mạo từ the. Nên là ý C của cô sai ngay từ đầu, bỏ. Nếu bỏ được ý C thì bạn sẽ thấy rằng là cả ba phương án của chúng ta đều có là of. Nhờ dịch là mục đích của luật pháp là. Nhá, đằng sau thấy là dùng to verb, đúng chưa? Vậy nếu như em chọn ý B mà dừng lại như này nhá, thì bạn sẽ hiểu được là chủ ngữ của chúng ta, đúng không ạ, sẽ bắt đầu sẽ làm cái cụm như sau nhá. Đó là one purpose of the noun. Vậy nếu như vậy thì bạn sẽ thấy rằng nếu toàn bộ ở đây sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ, mà sau chủ ngữ thì phải là động từ, mà động từ là động từ chính, mà động từ chính là động từ phải chia thì câu chứ không phải to verb như này. Nên là ý B của cô không được, được chưa? Rồi bây giờ cô sẽ chỉ còn A hoặc là D mà thôi. Bây giờ còn hai đáp án thì cô nghĩ là các bạn sẽ loại trừ được. Ok, nào. Với cái câu này còn hai đáp án các bạn sẽ loại trừ được, các bạn sẽ xử lý được câu này của chúng ta như thế nào đây ạ? Ok, ok. Nào, bạn xử lý được câu này của chúng ta như nào đây ạ? Ok, các bạn của cô đâu rồi ạ? Bạn sẽ xử lý được câu này của cô nhà. Bây giờ còn A với D thôi. Cô Trang giảng xa xả từ đầu giờ đến giờ, chắc là các bạn cũng phải ngấm được một xíu rồi. Đúng không ạ? Đấy nhá, bây giờ bạn sẽ chọn đáp án đấy ạ. Ý A là ý D, cô Trang vẫn đang đợi phản hồi của các bạn đấy ạ. Giờ xem với cô này, one purpose of the noun, một trong những gì là một cái mục đích của luật pháp là để làm sao đây ạ? Make up for, chúng ta cụm từ make up for, bù đắp cho, chở cái số tiền, đúng không ạ, mà được chi cho cái việc xây dựng đường, xây dựng những cái đường phố ở trong cái in the nation, trong cái quốc gia này đấy nhá. Nào, vậy thì với cái câu này bạn sẽ chọn được đáp án của chúng ta là anh ý gì đấy ạ? Nhớ, câu này của chúng ta dịch là một mục đích của luật pháp là để bù đắp cho cái tiền mà chi cho cái việc xây dựng đường xá trong đất nước này. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là nếu như em chọn ý A thì cô sẽ hiểu rằng là đại từ quan hệ which thay thế cho one purpose of the noun. Đúng không ạ? Nhưng bạn thấy được là nếu sử dụng mệnh đề quan hệ thì nó sẽ phải có hai động từ chính chia thì của câu. Ở đây bạn thấy được phía sau có từ spend. Anh này cô nó không phải động từ chính đâu nhá. Chưa, tại sao lại biết nó không phải động từ chính này? Là để bù cho cái số tiền mà được dành cho. Vậy đây nó sẽ là rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách dùng vấp phân từ hai với câu bị động đấy, chứ không phải động từ chính đâu. Động từ chính là động từ chia thì câu chứ không phải động từ rút gọn. Như vậy thì bạn sẽ thấy ý A của cô không được. Do đó bằng phương pháp đại trừ, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý D. Chờ cô thấy là ở trong cái nhóm, không biết là nhóm ôn thi vào nhóm tiếng Anh 10 hay là cái nhóm học sinh cấp 2, cấp 3, có một bạn hỏi anh chị trợ lý là cái cấu trúc là be to verb dùng như nào nhá. Yeah. Với cái cấu trúc be to verb có thể dịch là sẽ. Chờ với cái cấu trúc be to verb có thể dịch là để. Đấy nhá, tùy theo ngữ cảnh câu để dịch. Nhờ trong ngữ cảnh câu này mình dịch là để. Vậy thì với câu số 4 cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý D. Rồi xong câu số 4 chuyển cô sang câu số 5. Bài hôm nay khó phải không ạ? Thế là buổi sau cô Trang rút kinh nghiệm, cô Trang sẽ nhắc trước nội dung, các bạn chuẩn bị trước nhá. Được không ạ? Nào xem cô câu số 5 thôi, chữa lúc câu số 5 này mình nghỉ nhá. Vì hôm nay cô thấy các bạn học buồn quá, học ảm đạm quá, học theo kiểu boring quá. Hay là thôi mình dừng lại cái phần về mệnh đề, buổi sau cô Trang sẽ không bao giờ nhắc tới mệnh đề nữa. Chúng ta sẽ học những cái phần mà nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy thích thú hơn. Thực ra phần này là phần khó, có thể nói là một trong những phần khó nhất trong tiếng Anh. Nhớ, được không ạ? Nào, với những bạn mà học theo cái kiểu mà học để thi, tức là học theo cái kiểu là học những cái mẹo để làm bài ấy, mà các bạn không hiểu sâu thì bạn sẽ không thể phân tích được cái phần mệnh đề này đúng không ạ? Hoặc là bạn chưa hiểu đủ những cái chức năng, những cái thành phần trong câu là bạn không thể phân tích được nhá. Nào xếp cho cô này với cái câu số 5, loại trừ cho cô. Đó không ạ? Nghe cô phân tích này. Với cái câu số 5, ok, nào thì học tiếp thì cô Trang muốn các bạn sôi nổi lên xem nào. Ok, nào trong cái các bạn đang ngồi đây có rất nhiều bạn là học sinh, nhóm học sinh giỏi, học sinh ôn chuyên của cô Trang. Mà cái phần này nó rất là phù hợp với cái học sinh nhóm 9+ này, học sinh giỏi, học sinh ôn chuyên. Đấy, đúng không ạ? Thì cô Trang muốn thấy cái sự sôi nổi nhiệt tình của các bạn, muốn học tiếp thì cô Trang muốn thấy cái sự sôi nổi của các bạn. Chứ là học theo kiểu như kiểu cô Trang độc thoại một mình như này buồn chết đi được. Đấy nhá. Nào xem nào. Ok, không phải cổ vũ cho cô cố lên cô ơi đâu. Đấy nhá. Nhưng mà các bạn ơi, cố lên. Nhớ phải là cố lên tôi ơi, học cái đống này. Có khi là hôm nay những bạn mà các bạn đã phải có kiến thức chắc rồi thì nghe cô Trang giảng mới hiểu được chút, đúng không ạ? Thế còn những bạn mà có kiến thức chưa chắc thì nghe sẽ thấy rất là khó, nhưng mà nghe nhiều thì cũng sẽ thấm. Nhưng mà trước khi là bạn muốn là hiểu được như hôm nay thì bạn phải học từ gốc trước. Đó, nên nếu như bạn nào mà không học các buổi cô dạy về mệnh đề trước mà nhảy thẳng vào buổi hôm nay, chưa, mà thấy mình học xong mình chả hiểu cái gì cả, thì phải xem lại cho cô cái hai cái buổi mà cô trai dạy từng bài bản về mệnh đề trước. Nhờ, nào xem cho cô nào. Với cái câu số 5 của chúng ta thử nhé. Ý a được không? Ý a cô sẽ hiểu who là đại từ quan hệ. Nhưng mà bản chất của đại từ quan hệ là đứng sau cái danh từ mà nó thay thế, mà nó giải thích làm rõ nghĩa cho. Nếu đã dùng đại từ quan hệ thì nó phải đứng sau danh từ. Em nhìn thấy phía trước chỗ trống cô có was not. Anh này cô là động từ chứ không phải danh từ. Vậy cô sẽ loại trừ cái ý a được không ạ? Rồi tiếp này, như vậy thì cô có thể chọn anh ý B được không? Chờ ý B sẽ thỏa mãn là đại từ quan hệ who đứng sau từ one. Và dịch là an không phải one đây sẽ được hiểu là cái người. Nhớ dịch à? An không phải là cái người. Chờ cái người mà nghĩ rằng bài kiểm tra này là quá khó. Vậy bạn thấy được là đảm bảo đại từ quan hệ who đứng thay cho cái one này. Nhưng mà em nhớ là khi mà em đã sử dụng đại từ quan hệ thì đại từ quan hệ sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề phía sau. Em thấy là phía sau cô có từ to think là động từ. Vậy động từ nó sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ. Nếu đóng vai trò làm chủ ngữ thì động từ của nó phải là động từ chính chia thỉ câu chứ không phải tu vấp như này. Lên B sai. Ok chưa? Rồi tiếp này, với cái anh ý D của chúng ta, em thấy được là nếu mà chọn ý D sẽ là among là giữa, đúng không ạ? The people, những cái người. Chợ an không phải là giữa những cái người để mà nghĩ rằng. Vậy thì nếu như chọn ý D cô sẽ hiểu rằng là cái anh tu vấp này sẽ chia theo rút gọn mệnh đề quan hệ. Chợ người ta có 3 cách để rút gọn mệnh đề quan hệ. Nghe một xíu cái phần lý thuyết này đã này. Thực ra là bởi vì cô Trang Anh chưa dạy cái phần về mệnh đề quan hệ, đúng không ạ? Mà bây giờ bắt các bạn nghe cái phần về rút gọn mệnh đề quan hệ này, nghe nó sẽ hơi là gọi là ép các bạn quá, đúng không ạ? Xem cho cô nhé. Trở với cái phạm trù về mệnh đề quan hệ, đợi cô một xíu. Trở với cái phần về mệnh đề quan hệ trang 199, đợi cô một xíu, cô Trang sẽ giảng qua cái lý thuyết về mệnh đề quan hệ một xíu này. Đây. Trở mệnh đề trong cái phần về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh này. Trở nên nó sẽ có mệnh đề quan hệ xác định, mệnh đề quan hệ không xác định, mệnh đề quan hệ đối tiếp và mệnh đề quan hệ rút gọn. Cái mà cô Trang nói đó chính là cái mệnh đề quan hệ rút gọn này. Trợ người ta có thể rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách dùng verb ing khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động. Người ta rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách dùng verb phân từ 2 khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động. Trợ chú ý cho cô cái tu verb này. Trợ người ta rút gọn mệnh đề quan hệ bằng tu verb khi đại từ quan hệ thay thế cho các từ có chứa số thứ tự nhá. Nó phải là thay cho cái danh từ mà trong cái danh từ đó có chứa số thứ tự, như là từ first, như là từ second, như là từ next, như là từ third, từ last, từ only và so sánh nhất. Chưa bây giờ chứ sao phải quay lại cho cô với cái câu này của chúng ta. Ok. Chờ với cái câu này của chúng ta thì bạn sẽ nhìn cho cô xem này. Chờ bạn sẽ thấy được là phía trước nó có từ people, nó chẳng có số thứ tự, đúng không ạ? Nó cũng chẳng có so sánh nhất. Như vậy thì mình không thể rút gọn bằng tu vấp được. Như vậy thì cái anh ý D của chúng ta không được. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn đáp án là ý C. Tại sao ý C lại được mà D thì không được? Ý C cô có từ only nhá. Nếu như danh từ của chúng ta mà có từ only, làm sao sẽ rút gọn bằng cách dùng tu vấp? Đó không ạ? Vậy thì với câu số 5 cô chọn ý C và dịch là An không phải là người duy nhất nghĩ rằng cái bài kiểm tra đấy quá khó. Đó không ạ? Rồi tiếp này em sẽ xử lý cho cô với cái câu số 6 của chúng ta. Nào với cái câu số 6 em sẽ làm được câu này của chúng ta như thế nào đây ạ? Với cái câu số 6 bạn nào xử lý câu này dễ cực luôn. Đó ạ. Nào với cái câu số 6 em sẽ xử lý được câu này của chúng ta như nào đây ạ? Chờ với câu số 6 nhé, em sẽ nhìn cho cô này. Ở phía trước chỗ trống của em là một cụm danh từ, đúng không ạ? Chợ the benefit, đằng sau sẽ là the study. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây em không thể chọn cái anh ý D được. Tại sao? Bởi vì với cái liên từ because nó sẽ không thể đứng sau cái cụm danh từ này được. Chức năng của nó là nối hai mệnh đề lại với nhau chứ không phải nối cái danh từ với cái mệnh đề phía sau. Nên ý D cô phải bỏ ngay từ đầu, được không ạ? Rồi tiếp này, với cái câu này của chúng ta nếu mà dùng which hay là the thì nó sẽ hiểu đó chính là phần mệnh đề quan hệ. Chờ vậy nếu dùng mệnh đề quan hệ thì sẽ hiểu là cái lợi ích mà nghiên cứu là chờ vậy thì nghĩa nó chẳng ổn tí nào cả, đúng không ạ? Vậy đến sau đằng sau lại còn is that. Mà khi đã dùng is that thì bạn nhớ cô là từ cái chỗ that trở đi nó là một mệnh đề khác, một mệnh đề tách biệt luôn. Đấy nhá. Vậy thì cái anh bên C của cô không được rồi. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn đáp án là ý A. Gì cả lợi ích của cái nghiên cứu này là nó cung cấp những cái thông tin cần thiết để cho bất cứ ai mà cần nó, đúng không ạ? Rồi, xong câu số 6 chuyển cô sang với câu số 7. Với cái câu số 7, em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nào, xem cho cô với câu số 7 đi ạ. Yeah. Thực ra đưa nó vào vấn mệnh đề phát là bạn phải phân tích câu, đúng không ạ? Phân tích câu là cảm thấy nó rối tung, rối mù lên luôn. Đúng ạ. Nào, xem cho cô này. Với câu số 7, em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nào, thử cho cô xem nào. Yeah, nghĩ kỹ cho cô một xíu sau làm cho cô câu này xem nào. Ok. Nào, bạn nào xử lý cho cô được câu này ạ? À? Cô đang đợi phản hồi của em với câu số 7 đấy ạ. À? Các bạn của cô đâu rồi ạ? À? Với câu số 7 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ? À? Cô đang đợi phản hồi của các bạn đấy ạ. À? Đâu rồi ạ? À? Team học sinh giỏi của cô Trang Anh đâu? Nhớ, với cái câu số 7 bạn chọn đáp án câu này là ý gì nào? Nhớ, với cái câu số 7 nhá, cô bắt đầu loại trừ từng phương án 1 này. Chợ giả dụ cô chọn cái anh ý D có được không? Chợ thứ nhất là bạn sẽ thấy rằng là với cái từ là tính từ sở hữu, đó đúng không ạ? Thì sau đó sẽ phải cộng với danh từ. Chợ nó sẽ không thể đi với từ several, một vài như này được. Nên ý D của cô bỏ ngay từ đầu. Đó nhá. Rồi tiếp này, chọn ý C được không? Chợ ý C thì bạn nhớ là so when phải cộng với một mệnh đề. Ok. Hoặc là so when có thể cộng với mệnh đề rút gọn, có thể dùng verb in. Ok. Nhớ, nhưng nó sẽ không thể cộng với một cái cụm danh từ kiểu như này được. Lấy ý C của cô sai. Vậy thì cô sẽ chỉ còn A hoặc B mà thôi. Chợ nếu chọn ý B, cô chưa cần biết về nghĩa của câu này như nào nhá. Đúng không ạ? Xem cô này. Nếu chọn ý B, cô sẽ hiểu rằng là he là chủ ngữ. Đúng không ạ? Met là động từ. Vậy là một mệnh đề. Đằng sau cô lại có từ Robert là chủ ngữ, đúng không ạ? Và Rich là một mệnh đề, là một động từ. Vậy cô là cứ có chủ ngữ và động từ chính là một mệnh đề nữa. Vậy chưa cần biết câu này nghĩa là gì thì cô sẽ thấy rằng là nếu như chọn ý B thì vế trước là một mệnh đề độc lập, vế sau là một mệnh đề độc lập. Chúng ta đã từng học ở cái bài về mệnh đề độc lập cô Trang Anh dạy rồi. Đó là không thể có hai mệnh đề độc lập đứng cạnh nhau mà không có từ nối được. Nên là ý B của cô sai. Như vậy thì cô sẽ chọn đáp án của là ý A. Chờ ý A thì nó sẽ theo cái phạm trù kiểu gì đây? Thì bạn lưu ý cho cô như sau này, chúng ta có cái cấu trúc với cái anh là after, đằng sau có thể cộng với danh từ, có thể cộng với verb in và nó có thể cộng với một mệnh đề. Ở đây nó sẽ là sau after cộng với một cụm danh từ. Chờ một cụm danh từ sẽ gồm có số từ chỉ số lượng này, đúng không ạ? Chờ với từ unsuccessful là tính từ này và từ attempt là danh từ. Vậy thì với câu dịch là sau một vài cái sự cố gắng mà không thành công đấy thì Robert cuối cùng cũng đã tới được Bắc Cực vào ngày mùng 6 tháng 4 năm 1999. Vậy thì với câu số 7 của chúng ta, đáp án câu này của chúng ta là anh ý A, được không ạ? Rồi tiếp này, xong câu số 7 chuyển cô sang với câu số 8. Trở với cái câu số 8, em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nào, tương tự như vậy làm cho cô câu số 8 xem nào. Với cái câu số 8, em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ? Nào, bạn nào xử lý cho cô được với câu số 8 ạ? Nhá. Rồi buổi sau cô Trang rút kinh nghiệm là với cái phạm trù với mệnh đề như này chắc là cô Trang sẽ nhắc trước nội dung học cho các bạn. Đúng không ạ? Để các bạn có thời gian chuẩn bị. Đó ạ. Câu số 8 cô thấy có bạn Phi Yến chọn đáp án ý D rồi. Một chiến binh đầu tiên của cô Trang. Đó ạ. Dũng cảm xung phong đi đầu, chọn D. Các bạn khác thì sao ạ? Đó, với cái câu số 8 của chúng ta. Đó không ạ? Nào xem là với cái câu số 8, vấn đề là em phải phân tích cái câu này và xem cái chỗ trống em cần em cần cái thành phần gì của câu. Đấy nhá. Nào chúng ta có cái cấu trúc sau. Bây giờ cô phân tích câu này cho em nhá. Chờ cô có cái cấu trúc là not only but also, không những mà còn. Đúng không ạ? Vậy thì bạn sẽ thấy như sau, chúng ta có cái cấu trúc là not only. Chờ cộng với danh từ 1. Chờ cộng với but also. Chờ cộng với danh từ 2. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây của cô sẽ cần verb. Đấy nhá, cô sẽ có như sau từ knowledge and skill của chúng ta. Đây là kiến thức và kỹ năng, nó là một cái cụm danh từ. Đằng sau cô có từ attitude là thái độ, cũng là một cụm danh từ nữa. Vậy nên nó mới thỏa mãn là cái cấu trúc là not only cộng với danh từ 1 cộng với but also cộng danh từ 2 thôi. Vậy chỗ này cô thiếu verb, đúng không ạ? Nếu thiếu verb thì cô sẽ không chọn anh ý A được. Chứ ý A cô với when cộng với verb phân từ 2 nó thành mệnh đề trạng ngữ rút gọn. Vậy ý A cô không phải. Chứ ở đây cô cần verb cơ. Nếu như em chọn cái anh ý C là đại từ quan hệ which thì cô sẽ hiểu rằng là đại từ quan hệ which thay thế cho cả cái cụm này phía trước. Ok, đúng không ạ? Dịch là không chỉ kiến thức và kỹ năng mà còn thái độ. Vì cái đại từ quan hệ which hoàn toàn có thể thay cho cái cụm danh từ này. Nhưng mà cô đã bảo với em là Nếu như em sử dụng mệnh đề quan hệ thì em phải cần có hai động từ chính chia thị của câu. Toàn bộ cái chỗ là to be cultivated của chúng ta mới đóng vai trò là một động từ thôi. Nó thiếu một động từ chính nữa. Nên anh ý C của cô không được. Như vậy cô sẽ chỉ còn B hoặc D mà thôi. Nhá, bạn xem cho cô này. Với cái anh ý B của chúng ta có được không? Nhờ thì cô sẽ có như sau này. Với anh ý B thì đảm bảo cái từ. Với từ cultivate là động từ nhá, và cultivated là chỉ ở quá khứ. Nhưng mà ở đây này, với cái từ cultivate, từ đấy của chúng ta có nghĩa là trau dồi nhá, là trồng trọt, là ươm trồng. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây cái kiến thức, kỹ năng và thái độ đấy nó phải được trau dồi chứ không tự nó trau dồi được. Vậy ý B mà chia chủ động quá khứ đơn là sai. Như vậy thì với câu số 8 cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý D. Chờ ý D chúng ta có cái cấu trúc là need, nhờ to do something, nghĩa là cần phải làm gì, ai đó cần phải làm gì đấy nhá. Thế còn cái gì cần thiết được làm, nếu chủ ngữ của em là chỉ vật này thì nó sẽ có cấu trúc là something cộng với need, ok, cộng với to be verb phân từ 2 trợ hoặc là cộng với verb nghĩa là cái gì cần thiết được làm. Vì với câu số 8 cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý D. Rồi, làm cho cô với câu số 9 và câu số 10, lốt hai câu đó thôi chúng ta nghỉ nhá. Với cái câu số 9 của chúng ta, em lưu ý cho cô này. Khi mà nó có từ that thì đằng sau nó sẽ là that cộng với chủ ngữ verb. Đó, nó là một mệnh đề danh từ. Trợ hoặc là that sẽ được hiểu là đại từ quan hệ thay thế cho cái cụm danh từ chỉ người hoặc chỉ vật ở phía trước. Cho bé xem cho cô như sau này. Với 4 phương án của chúng ta, nó có cái từ sau nhá, lưu ý cho cô này. Em nhìn cho cô vào các phương án đã để em sẽ định hướng xem là cái từ ở đây nó sẽ là mệnh đề danh từ hay là sẽ là cái phần về mệnh đề quan hệ. Đấy, bạn sẽ phải nhìn cho cô vào cái phần phía trước của chúng ta, nhìn vào phương án của chúng ta thì cô có từ sau. Với từ anticipate thì cô có từ anticipate, từ đấy của chúng ta có nghĩa là đoán, đúng á, đấy nhá. Về với cái từ anticipate là đoán, vậy nó sẽ là đoán rằng, được không ạ? Đấy nhá. Vậy thì với cái nghĩa là đoán rằng, đúng ạ, thì bạn sẽ thấy được là ở đây nó sẽ phải là mệnh đề danh từ. Đấy nhá, vậy chúng ta có cái cấu trúc là anticipate something, đoán cái gì mà. Vậy thì bạn toàn thấy thế là toàn bộ cái phần mệnh đề danh từ đóng vai trò làm tân ngữ. Được không ạ? Chưa kể nhá, chúng ta có cái cấu trúc là anticipate something hoặc anticipate that. Đúng ạ? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây cô sẽ tính nó là mệnh đề danh từ. Trở về nếu ấy, tính là mệnh đề danh từ thì cô sẽ loại cái anh ý B luôn. Nhớ tại sao này? Rồi cô sẽ được là nếu như em dùng là in anticipation, đúng ạ, dịch là trong cái việc dự đoán rằng, đúng ạ, thì bạn thấy là toàn bộ từ cái chỗ that đến hết câu sẽ là bổ sung ý nghĩa cho, nó sẽ là cái mệnh đề quan hệ bổ sung nghĩa cho cái với cái từ anticipation. Như vậy nó sẽ thiếu mệnh đề chính, thiếu động từ chính, đúng ạ, này nhá. Vậy thì với cái này của chúng ta, cô sẽ không thể chọn cái anh ý B được, loại trừ luôn. Loại trừ cái anh là in anticipation đi. Đó, bây giờ cô sẽ còn ý A, ý C hoặc ý D mà thôi. Chờ với cái anh ý D của chúng ta, nếu chọn verb in đứng ở đây. Chờ nếu mà chọn verb in đứng ở đây thì không được. Đó, ấy nhá. Bởi vì nếu mà verb in đứng ở đầu câu thì nó sẽ phải là trường hợp là verb in chấm chấm, đằng sau nó sẽ phải một mệnh đề. Verb in này sẽ là hiện tại phân tử. Đó, hoặc trường hợp nữa là verb in đứng ở đầu câu, giờ nó sẽ đóng vai trò là danh động từ. Nếu là danh động từ nó sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ câu, thì đằng sau nó phải động từ chính cơ chứ không phải là từ ra thằng này. Vậy thì hiểu kiểu gì nó cũng không ra được đúng đáp án. Đấy nhá, là ý BD của cô sai. Như vậy cô sẽ chỉ còn A hoặc C mà thôi. Vì A và C thì bạn sẽ thấy rằng là cả A và C đều có cái dạng là be cộng với phần thứ 2 là bị động. Đó không ạ? Vậy thì bạn sẽ nhớ đến lại là có that nữa. Vậy bạn sẽ nhớ đến trường hợp là bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến. Ok không ạ? Nào các bạn còn nhớ cái kiến thức về phần bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến này không ạ? Đấy nhá, với cái phạm trù về bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến xem nào. Đây, đợi cô một xíu. Cô Trang sẽ chiếu đây cái phần câu chủ động bị động trong 105, đợi cô một xíu. Nếu giả dụ ngữ pháp của em mà chưa ổn chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ như ngữ pháp em cảm giác mình cũng chắc ngữ pháp rồi nhưng mà nó kiểu như là mình cũng biết ngữ pháp rồi nhưng mà nó chưa chắc thì em có thể là theo kiểu mình ôn lại, vừa học vừa ôn lại theo kiểu như này. Nhá, xem cô này. Với cái phạm trù về bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến, cô cho anh chiếu một xíu cái phần lý thuyết sau. Đó ạ, đây. Chờ với cái bị động đặc biệt của động từ chỉ quan điểm ý kiến nó có hai cách. Đấy nhá, em nhìn thấy cô này. Chú ý cho cô cái cách mà nó có liên quan đến câu hỏi của mình thôi. Là cách đó là dùng là it cộng với verb 1 chia bị động cộng với that cộng với s2 verb 2. Đấy nhá. Vậy để bạn thấy là cái câu của chúng ta đang làm nó theo cái trường hợp này này. Giờ nó sẽ phải là it cộng với verb 1 chia bị động rồi cộng với that. Vậy thì với cái câu này của chúng ta Nhưng mà cô sẽ chọn được đáp án sẽ phải là anh ý xe. Và dịch là người ta dự đoán rằng, dịch là số lượng, đúng không ạ? Người ta dự đoán rằng số lượng người chơi này sẽ ngày càng tăng trong những năm tới. Rồi, xong câu số 9 của cô sang với câu số 10 của chúng ta. Với câu số 10, bây giờ bạn sẽ làm cho cô phương pháp loại trừ. Nào, loại trừ đáp án đi cho cô. Khi mà em gặp cái câu về mệnh đề, đừng hoảng sợ. Vận dụng những cái kiến thức của em, phối kết hợp nó vào để chọn. Nhớ xem cô này. Với cái câu này, bạn sẽ phải căn cứ cho cô một từ chủ chốt là từ quen. Mà cô bảo với em là sau quen phải cộng với một mệnh đề, đúng không ạ? Nhớ vậy thì sau quen cộng với một mệnh đề. Sau quen có thể cộng với trợ từ. Có thể cộng với chủ ngữ, có thể cộng với verb. Khi nó thành lập là khi nó là câu hỏi. Em thấy rằng ở đây cô nó là dấu chấm. Như vậy thì bạn sẽ chỉ áp dụng cái cấu trúc là quen cộng với chủ ngữ cộng verb thôi. Vậy cô sẽ loại anh ý A. Vì nếu chọn ý A sẽ là quen cộng với trợ từ cộng với chủ ngữ cộng verb nó thành câu hỏi. Nhớ là ý A của cô không phải. Rồi vậy theo cái cấu trúc là quen cộng với chủ ngữ cộng verb thì cái anh ý C cô bỏ. Bởi vì sao? Vì verb phải là verb chính, verb chia thì câu cơ. Ý C cô có thể hiểu là chủ ngữ, nhưng mà ở đây cô lại là verb in nên ý C của cô không phải. Vậy theo cái cấu trúc là quen cộng chủ ngữ verb thì chỉ có cái anh ý B thỏa mãn mà thôi. Ok chưa? Ok chưa? Rồi bạn thân mến, vậy là tạm thời nhá. Hôm nay cô trai anh duy trì đúng 1 tiếng cho 2K6 cho 2K7 với 2K9, 2K10 đó thấy nhá. Hôm nay cô trai anh đảm bảo duy trì cho 2K10, 2K7, 2K8, 2K9 1 tiếng này. Và hôm nay chúng ta học một cái buổi sâu hơn về mệnh đề. Thực ra buổi hôm nay chưa phải là buổi khó. Nó còn một cái phạm trù về mệnh đề khó hơn như này nữa. Ok chưa? Nhưng mà cô bảo này, để mà em có thể hiểu được những cái nội dung mà hôm nay cô trai anh giảng thì em sẽ phải nắm chắc được là mệnh đề danh từ là gì đã, mệnh đề độc lập là gì, mệnh đề phụ thuộc là gì, mệnh đề trạng ngữ là gì, mệnh đề quan hệ là gì đã. Nếu những bạn nào mà chưa nắm được phần đấy thì bạn tìm lại cái phần video livestream ở trên cái page này của cô Trang vẫn lưu lại đấy ạ. Bạn xem giúp cô cái phần đó trước nhớ. Nếu các bạn cần thì buổi sau chúng ta sẽ quay lại tiếp với phần mệnh đề nhớ. Thế còn nếu không nhớ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung khác đó không ạ? Làm cho xong chưa? Rồi, bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang đến đây là hết. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tối mai em nhé.